Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Thì Dở của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Kona bản tiêu chuẩn, năm sản xuất là 2011 ạ. Còn phiên bản 2011 thì nó vẫn chưa ra mắt đâu ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này, các chương trình khuyến mại, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Hyundai Kona bản tiêu chuẩn này có gì không, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường miền Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhận, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho mạng. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh em nhé. Bởi vì kênh Xe Thì Dở của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe ạ. Với giá niết của nó đang là 636 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 574 triệu em nhé. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết lăn bánh như nào, thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình ạ. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Kona bản tiêu chuẩn này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 673 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 642 triệu, trả góp thì đang là 190 triệu ạ. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 660 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu em nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể này. Kích thước tổng thể thì nó dài đang là 4m165 này, rộng là 1m80 nhé, còn cao là 1m565 ạ. Còn chiều dài cơ sở nó thì đang là dài là 2m60 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó đang là 17cm nhé. Đấy. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần màn lưới ca lăng này. Màn lưới ca lăng của nó thì sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước này. Viền xung quanh nó là nhựa rồi nhá, mạ chrome chỉ dành duy nhất bản turbo ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó thì đặt phía dưới giống như dòng Santa Fe. Đấy, cụm đèn phía dưới nhá, đèn bản tiêu chuẩn này thì là nó chỉ là đèn halogen thôi, dạng projector. Còn bản bản đặc biệt và bản turbo thì sẽ là đèn full LED nhá. Đó. Còn đây là giới thiệu cho anh em về phần đèn led ban ngày này. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm nó khá là to bản, nó đèn halogen thôi nhá. Mặt đằng trước này sẽ không có cảm biến góc trước đâu, chỉ duy nhất cho bản turbo sẽ có cảm biến góc trước nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn thì được dập lỗi rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và nhìn rất là sang trọng ạ. Phần sườn xe của nó thì em đánh giá nó được phần nhựa nó rất là nhiều nhá. Phần nhựa nó rất là nhiều đấy ạ. Đấy, vẫn như phần màu đen này, nó là phần nhựa hoàn toàn đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành sẽ vành 17 inch nhá. Có hệ thống an toàn, rất nhiều tính năng an toàn, đó chính là về có phanh ABS này, cân bằng điện tử xe ESC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và có cảm biến đất sâu lốp anh em nhá. Và có rất nhiều tính năng an toàn thì em xin phép em sẽ giới thiệu cho anh em về phần cuối video. Nó sẽ là phanh đĩa cho cả bốn bánh nhá. Đấy, vành của nó sẽ là màu bạc trắng đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Nó sẽ là có chỉnh điện, nhưng nó sẽ không gập điện nhá. Thì gập cơ thôi, gập cơ như gập tay này. Đó, gập tay này nhá, nó không có gập điện đâu ạ. Mình nếu mà anh em muốn có được, anh em có thể chế thêm thì sẽ có được anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh. Theo em thì tay nắm cửa nó mạ chrome thì nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nhé. Còn trên này sẽ là trần xe này. Trần của nó sẽ là trần phẳng, không có cửa sổ trời. Cửa sổ trời duy nhất cho bản turbo sẽ có thôi. Nó sẽ thêm một giá lắp hai thanh này. Và anten của bản này thì rất là tiếc, đó chính là anten dạng cột. Nó không phải là anten vây cá nhé. Còn đây xem giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của bản tiêu chuẩn này hay giống bản Kona nói chung thì cũng được dập lỗi rất là nhiều. Và phần đuôi xe này cũng rất là nhiều nhựa anh em nhé. Rất nhiều nhựa đấy ạ. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía sau này. Cụm đèn phía sau của nó sẽ là đèn halogen, chạy từ phần sườn xe cho đến phần đuôi xe. Đấy. Nó khá là nhỏ thôi, nó không gì của nó là... Theo em thì nó nên để thiết kế to hơn một chút hơn thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đây, đèn gầm phía sau này. Đó. Phần sau này
phần nhựa rất là nhiều nhá. Và những tính năng an toàn phần đuôi xe thì có như sau, đó chính là có cảm biến cắm lùi 4 mắt này, 1, 2 và 3 và 4 ạ. Và có camera lùi nhá. Camera lùi này. Đó. Camera lùi. Đây, em sẽ mở cốp cho anh em xem nào. Cốp của nó sẽ là cốp cơ nhé, không phải cốp điện đâu ạ. Cốp điện chỉ dành cho các bản Tucson hay là Santa Fe thôi. Còn cốp cơ cho tất cả các phiên bản của cô này đều là cốp cơ hết nhé. Đây, cốp bản này thì hàng ghế thứ hai của chiếc xe bên trong này thì mình sẽ gập được 60-40 nhé. Đây để mà anh em sẽ để đồ phẳng, đồ dài, đồ rộng, anh em có thể nằm ngủ đây được. Khá là rộng nhé. Đó. Còn đây, em sẽ giới thiệu cho anh em về phần lốp sơ cua này. Lốp sơ cua của bản này thì sẽ là lốp phụ, nó sẽ là không dư bùng giống bốn lốp chính nhá. Vành sẽ là vành sắt đấy ạ. Ở giữa sẽ là bộ đồ tháo lốp và kích lốp ạ. Còn đây là sẽ là tấm chắn đồ này. Đây, còn tiếp theo thì sẽ giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ là ở trong đô thị đang là 8 lít 58 ạ. Ở ngoài đô thị thì đang là 5 lít 41 và kết hợp trung bình đang là 6 lít 57 nhá. Đó. Ok, giờ em sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em về nội thất. Đây là nội thất của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn. Về nội thất thì giống như tất cả hai phiên bản còn lại, đó chính là toàn bộ là màu đen hết nhá. Nhưng mà bản tiêu chuẩn này ghế sẽ là ghế lỉ này, ghế lỉ thôi nhá. Và ghế lỉ chỉnh cơ 6 hướng á, chỉnh cơ hết nhá, ghế lỉ chỉnh cơ. Đó. Còn ghế da thì dành cho bản đặc biệt và bản turbo. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng sẽ là vô lăng 3 chấu nhé. Được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Và tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và bên này sẽ là có cruise control. Nó là gì? Là ga tự động nhé. Đó chính là ga tự động đấy ạ. À, số túi khí nó sẽ là có 6 túi khí nhé. Đó. Còn đây em sẽ giới thiệu cho anh em về phần bên cánh cửa này. Bên cánh cửa nhé. Nó sẽ toàn bộ là màu đen hết đấy ạ. Đây. Đây sẽ có là chỉnh điện này. Chỉnh điện mặt gương này, điều chỉnh mặt gương này. Chốt cửa này, chốt cửa nhá. Và lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa này. Riêng bên ghế lái sẽ là có tự động lên và xuống nhá, chống kẹt luôn nhé. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, đầu tiên đó chính là cái chìa khóa thông minh này. Nó viền xung quanh bảng chrome này, màu là màu xanh dương nhá. Rất là bắt mắt, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây. Giới thiệu cho anh em về màn đồng hồ táp lô của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn. Thế em đánh giá nó khá là cơ bản thôi, nó không gì quá nổi bật cả. Một chiếc xe Kona thì gồm có, đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này, đây là công tơ mét này, còn đây là mức nhiên liệu nhá. Còn đây là sẽ cài đặt cho anh em mình ảnh bâm thanh. Còn sau đây là khi anh em di chuyển nhá, nó sẽ có cảm biến số lốp hiển thị trên màn hình này luôn này. Bao nhiêu cân, bao nhiêu ký đấy ạ. Đó, còn đây là màu vàng, màu đỏ như này, đó chính là đèn cảnh báo nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Đây, nó sẽ có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà trời tối, hầm tối nhá. Còn theo em thì anh em luôn luôn để chế độ auto như vậy ạ. Còn đây là phần cần gạt mưa này. Cần gạt mưa của nó sẽ là có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa nhá. Rất là hay, luôn luôn để chế độ này cho em. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí này. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh ạ. Đây, em sẽ bật cho anh em định vị nhá. Đó, chưa? Đây, cảm ứng luôn nhá. Ngoài ra màn hình cảm ứng này sẽ nó có cam phím cơ và phím cơ đây. Anh em có thể điều chỉnh đây, phím cơ này nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của bản tiêu chuẩn này sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay nhá. Nhưng mà thiết kế của nó thì nhìn rất là hiện đại và sang trọng đấy ạ. Đây là điều chỉnh về nhiệt độ này, tốc độ gió này và hướng gió này. Đấy. Còn phía dưới này đây là bật tắt điều hòa này, sấy kính sau này. Ok, giới thiệu cho anh em về phần dưới này. Tiếp theo nữa đó chính là sẽ có cổng, đây là cổng sạc điện thoại này, kết nối AUX này, USB này. Và đây là cổng điện 12V nhá. Bản này sẽ không có sạc thông minh IQ ạ. Chỉ duy nhất của bản turbo sẽ có nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số của bản này sẽ là hộp số tự động 6 cấp, 7 cấp thì dành cho bản turbo. Sẽ là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Còn đây là hộp số tự động 6 cấp nhé. Đó. Còn đây là hỗ trợ xuống dốc này, bật tắt cảm biến này. Còn cái mode driver nó các chế độ lái. Giờ em sẽ quay cho em bản đồ tâm lô xem nó có chế độ lái nào ạ. Đây, đầu tiên đó chính là chế độ comfort, là chế độ bình thường nhé.
Chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Còn chế độ đây là chế độ Sport, là chế độ thể thao. Anh em vừa muốn được tăng tốc nhanh, vừa chiến ngoại vật thì anh em để chế độ Sport nhá. À, ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phanh tay của nó sẽ là phanh cơ nhé, không phải phanh điện đâu ạ. Hộp tựa tay trung tâm khá là to bản, được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Đây, bên trong để đồ này. Đó, chưa? Đây, giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu bên trong xe thì cơ bản thôi, nó không có gì quá nổi bật cả, nó không có như là la bàn, không có gương chiếu, không có các cái chế độ như là chống chói tự động nhá. Còn đây là trên đây sẽ là đèn đèn trần này. Đèn trần nó cũng cơ bản thôi, nó có 3 chế độ này. Mà nó luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc là chế độ mình bấm cơ trực tiếp vào đây này, trực tiếp đây này. Còn đằng này mình sẽ để kính này. Là kính hoặc là sổ đăng ký đăng kiểm mình để đây nhá. Hoặc gì nhỏ nhỏ mình để đây vừa, mình để đây ạ. Còn nó sẽ không có cửa sổ trời, chỗ này thông thường nó sẽ có một cái cửa sổ trời như bản turbo sẽ có để cửa sổ trời đây, nhưng con này sẽ là trần nó sơn phẳng nhá, màu ghi nhá, không có sổ trời đâu ạ. Ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em ạ. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn. Ghế rất là giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là hàng ghế nó sẽ là ghế lỉ này, màu đen nhá. Ghế số này gập được 60-40. Đó, và em sâu vào bên trong này. Đây, đầu tiên sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhá. Em cao 1m80 này. Thừa chân để chân này. Gần một găng tay nhá, rất thoải mái luôn để chân đấy ạ. Nhưng hàng ghế thứ hai bản này thì rất là tiếc, nó sẽ không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Em nghĩ đây là một điểm trừ khá là lớn bên trong nội thất ạ. Đó, nó không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Còn đây xem quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Hàng ghế đầu tiên thì em đánh giá nó rất là tuyệt vời. Nếu ai người khó tính, người kỹ tính về những tính năng, option và sự thiết kế của chiếc xe trị giá chỉ với hơn 600 triệu đồng mà mang lại những tính năng nhiều như vậy, thì tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, giờ em sang bên động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về động cơ nhá. Động cơ của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn nó sử dụng động cơ là động cơ Lu 2.0. Với công suất cực đại nó đang là 149 Nm trên cho 6.200 vòng trên phút nhé. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 180 Nm trên cho 4.500 vòng trên phút đấy ạ. Dung tích bình nhiệt nó đang là 50 lít đấy ạ. Nó là động cơ 2.0 nhé. Đây, chi tiết về bên trong này. Đây, đằng này màu xanh này, nước rửa kính này. Đây là động cơ DOSC là gì? Nó là trục cam kép 16V là 16 van ạ. Đây là nó sẽ là 4 xi lanh thẳng hàng nhé. 1, 2, 3 và 4, 4 xi lanh thẳng hàng ạ. Đấy, đây là cổ hút để đến rất cao rồi. Ác quy của nó ác quy khô nhé. Rất là to đấy ạ. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn. Nó có nhiều tính năng an toàn không ạ? Em giới thiệu qua nhé. Nó rất nhiều tính năng an toàn cho anh em đấy ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu cho anh em về tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về những tính năng an toàn thì chiếc xe này nó có rất nhiều tính năng an toàn cho anh em. Đầu tiên là do đó chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, cân bằng điện tử xe SC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA nhé. Và có hệ thống phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ khởi hành xuống dốc và kiểm soát lực kéo này, kiểm soát lực thân xe này, và có cảm biến áp suất lốp nhé. Bản này thì sẽ có không có so với cả bản đặc biệt và bản turbo, đó chính là cái cảm biến cảnh báo điểm mù, bản này sẽ không có nhé. Còn đầu tất cả đều giống hết ạ. Và có hệ thống ma hóa động cơ chống trộm ạ. Số túi khí sẽ là có 6 túi khí cho anh em. Đấy. Về màu sắc thì bản này sẽ có rất nhiều màu sắc để cho anh em có thể lựa chọn, gồm có màu trắng như mình đang xem ạ, màu bạc, màu vàng cát, màu vàng chanh, màu đen và màu đỏ tươi, màu xanh dương và màu cam ạ. Tổng sẽ có 8 màu cho anh em có thể lựa chọn nhé. Nhưng mà các phiên bản này thì chủ yếu là sẽ có màu đen, màu đỏ và màu trắng như mình đang xem, là cũng khách hàng đang mua là lựa chọn là nhiều nhất. Còn ví dụ như màu cam, màu xanh hay màu vàng chanh thì nó sẽ là rất là ít, hoặc màu bạc nó rất là ít để cho anh em có người mua và rất là kén khách màu đấy á. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này và những tính năng option của chiếc xe Kona bản tiêu chuẩn rất là chi tiết cụ thể để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất. Mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Hyundai từ
i10, Accent, Kona, Elantra, Tucson và Santa Fe, hay là tất hay là em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe hay những tính năng option của các nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Ford, Nissan, hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam. Ok, vậy em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.